Vãn chợ rồi cứ khi tháo khoán thế mày ơi. Mần cái gì lâu thế? Kiểm xem còn bao nhiêu. Thánh họ hết đến nơi rồi. Cộng cả chỗ chúng mày nợ lại cũng chẳng còn mấy nả. Chỗ này cứ gọi là còn tiêu mướt. Giời ơi, có mà mướt. Sắp thành cái sơ mướp thì có ấy. Nó hết cả ruột. Hay là đưa cho cái lư nó giữ. Được thế thì nói làm chó gì. À, này, ông Cổn, ông Cổn. Ê, ông Cổn, đi đâu đấy? Này, xem chừng là ông có vẻ hơi coi thường bọn này đấy. Kể chú khoái, chú nói gì vậy? Thực lòng, tôi chỉ muốn yên ổn. Liệu cái thần hồn đấy, cái vụ báo cáo xã, đây chưa cho qua đâu. Thánh họ. Cháu chào bác ạ. Cô Lư à? Cháu gửi bác tờ đơn. Đơn gì đấy? Dạ, đơn kiện ông bác và tổ công an xã xông vào nhà cháu lục soát vô cớ. Anh thấy thế nào? Sự việc thì như chúng ta đã biết, đại loại là như vậy thôi. Nhưng quan điểm trong đơn nâng lên rất phức tạp. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, vẫn giọng điệu ấy. Anh vừa nói cái gì? Tôi dám khẳng định với anh, lá đơn này vẫn giọng điệu cũ. Cách lập luận cũng như quy kết vấn đề trong đơn không khác gì những lá đơn trước đây, mặc dù người khác nhau. Có nghĩa là nhóm ông Khuếnh làm việc này. Đúng vậy. Tôi dám quả quyết, người thảo lá đơn này chính là tay bài. Nhưng cô Lư là người đứng tên. Cô ta bị nhóm Khuếnh thúc ép làm việc đó. Anh có chủ quan không? Chẳng dễ ép buộc những người có nhân thân bất hảo như cô Lư này đâu. Nhưng cô Lư đang mở quán trên đất làng Kình. Cô ta phải chấp nhận luật bất thành văn. Đất có thổ công, sông có Hà Bá. Cũng có lý. Tôi đã điều tra làm rõ. Hôm trước quán cô ta chứa chấp cờ bạc là có thật. Đám thị xã mò về đánh sóc đĩa. Trong thôn chỉ có mình Tu tham gia và anh ta đã thua to. Tôi hiểu rồi. Chị vợ Tu xót tiền nên mới bị Khuếnh lừa. Và kết cục như chúng ta thấy đấy. Người khôn ngoan lọc lõi như Khuếnh sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Ông ta khống chế được cô Lư là điều dễ hiểu. Dân làm ăn như cô ta có tâm lý ngại va chạm dù với bất cứ thành phần nào. Trong chuyện này Lư buộc phải làm theo ý đồ của Khuếnh. Anh Bát có nói trước về chuyện kiện cáo. Quả nhiên là vậy. Và lá đơn này chỉ là sự khởi đầu. Đúng thế. Tôi nghĩ họ sẽ gửi nay mai thôi. Còn với lá đơn của cô Lư, anh sẽ giải quyết thế nào? Theo luật mà làm. Tôi giao cho ban công an làm việc với cô ta. Đương đầu với chính quyền không bao giờ là chuyện hay cả. Vẫn còn sâu cái kiến thì làm được cái gì? Mình làm ăn buôn bán, không buôn gian thì cũng bán lận. Thiếu gì cách để họ hoạch mình. Mày làm vậy là dại rồi. Biết vậy, nhưng quan xa bản nha gần, lão Khuếnh trực tiếp ở đây lại nắm được thắt lưng mình. Không theo hắn còn chết sớm hơn. Tận cái xó quê này mà cũng nhiễu nhiễu nhương nhương, đủ cho khốn nạn. Thôi kệ cha nó, được đến đâu hay đến đấy. Không kệ được, thế mới gay. Nguyên tắc cứ có đơn là phải giải quyết. Mày còn phiền phức với họ. À, tao có cách. Cách gì? Khi nào họ gọi mày lên xã, mày cứ nhuế nhóa, coi như việc này mày bị ép buộc, thế cho xong chuyện. Thế thì còn chết nữa. Sao mà chết? Một cổ hai chồng, tao trả dại. Lão Khuếnh có tay mắt khắp nơi, không qua được lão ấy đâu. Thằng Văn thông báo đám xã núng thế lắm. Sau cái đơn của con Lư. Chưa chắc đâu. Bác mới nghe thằng ấy bằng một tai thôi. Lão Bát giờ khóc giờ cười. Phen này kiểm điểm to chứ chả bỡn. Kiểm điểm thì là cái quái gì. Thời buổi bây giờ bác cứ mơ những chuyện hão huyền, chỉ tổ mất thì giờ. Cái chú này không nên bỏ qua những điều tưởng là nhỏ nhặt ấy. Phải biết góp gió mới thành bão được. Đơn từ chú thảo xong chưa? Xong cả rồi đấy ạ. Đợt này ta nhằm vào cấp trên là chính. Dưới xã cũng đưa, nhưng chỉ phương phường gọi là. Tôi nói thế không đúng hay sao? Bác tính toán như thần. Có cái gì là không đúng? Bác nhìn gì mà như moi ruột moi gan em ra vậy? Tôi thì hết lòng. Nhưng chú vẫn không thật bụng với tôi. Em bây giờ như cá trong chậu, chim trong lồng. Bác muốn gì ở em mà chả được. Thật bụng hay không thì cũng vậy thôi. Chú phụ tôi. Nói thật nhé, kể cả bây giờ tôi muốn hại chú và cô Đương cũng vẫn được. Em biết. Nhưng không đời nào tôi lại tự chặt chân tay của mình đi. Nhẹ đó em cũng hiểu. Tôi rất cần cái đầu của chú. Nhưng cần là một chuyện. Tôi không muốn chúng ta đầu ngô mình sở. Vậy bác bảo em phải làm gì? Phải làm những gì chú nghĩ. Tôi nói thẳng nhé. Nhìn chú tôi biết chú có rất nhiều dự định từ những lá đơn này. Nhưng chú không nói. Chú để mặc tôi loay hoay một mình. Nói thật, tôi không muốn khống chế chú bằng các phốt của chú. Vậy bác muốn khống chế em bằng gì? Bằng tình cảm. Tình cảm? Chứ sao. Chí ít thì chú cũng phải vứt khỏi đầu những chuyện của tôi với chú. Bác nói thế. Có hết vần vì chú mới thực lòng dốc sức cùng tôi lo việc làng được. Tôi nói thế có đúng không? Em chịu bác. Tôi rất hiểu nỗi niềm của chú. Chú đừng có giận tôi. Bây giờ tôi chỉ mong mỏi anh em mình là một. Theo chú thì phải làm thế nào? Em nghĩ việc giải đơn lên trên là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là tập trung giải quyết những vướng mắc hiện nay. Chú nói rõ ra đi xem nào. Em biết bác vẫn còn cay mũi cái vụ giải tán tổ Bảo Nông. Và bác không muốn ban công an xã can thiệp vào việc trật tự an ninh của thôn. Chú chạm đúng vào gan ruột của tôi. Vậy bác còn đợi gì nữa? Sau cái sai rành rành của ông Bát và đám công an xã. Chí phải. Thế mà tôi cứ lờ mờ. Lờ mờ trong đầu mà không tài nào nghĩ ra được. Cảm ơn chú nhiều. Bác đưa ngay đơn lên xã. Lần này bác phải trực tiếp đứng tên nhân danh trưởng thôn, kiện công an xã và ông Bát, gây mất niềm tin và làm rối loạn trật tự làng xóm. Còn đơn lên cấp trên? Cũng vậy cả thôi. Đơn đích danh mới hiệu quả. Chí ít họ cũng không thể bỏ qua được. Và khi họ để tâm vào việc này thì đương nhiên phải sao nhãng việc khác. Đúng. Quá đúng. Tôi hiểu ý chú rồi. Còn nữa, bác cũng phải nhân cơ hội này dấn tiếp một bước nữa. Chú là ề à lấp lửng rồi. Dấn tiếp bước nào? Làm sao để trật tự ở làng Kình này trở về nếp cũ. Em nói thế bác hiểu rồi chứ? Ừ, tôi biết là phải làm những gì. Chú yên tâm. Cô thừa nhận đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Dạ vâng ạ. Có lẽ các bác ấy nghĩ nhà em chứa bạc thật. Tôi được biết ông Bát và nhóm công an đã nhận ra sai lầm và đã trực tiếp xin lỗi cô. Có chuyện hay không? Dạ có ạ. Và cô đã chấp nhận? Vâng ạ. Em không chấp nhận cũng không được ạ. Cô Lư này, tôi có cảm giác cô chưa nắm hết nội dung lá đơn cô kiện chúng tôi thì phải. Đơn của em sao lại thế được ạ? Đơn này chính tay em viết mà. Trong đơn cô nhấn mạnh việc cán bộ công an vô cớ xông vào nhà cô để áp đáo. Dạ đúng thế ạ. Và đó là một hành vi cường hào thiếu dân chủ. Cô nói đi chứ. Lúc đó là em bức xúc quá nên mới viết như vậy. Hoàn toàn không có ai xúi giục gì em cả. Đấy là tự cô nói nhá. Việc này thưa anh đúng thế ạ. Việc có ai xui hay ép buộc cô viết không quan trọng với chúng tôi. Tôi mời cô lên đây để giải quyết tất cả những khiếu kiện của cô. Chúng ta sẽ cụ thể từng điểm một nhé. Cách xử lý của anh Bát tôi cho là hợp nhẽ. Mình sai đến đâu thì nhận trách nhiệm đến đấy. Vâng. Cái mà tôi băn khoăn là ông Khuếnh đã lợi dụng việc này để che lấp những sai trái đã làm và làm sai lệch thông tin của bản chất sự việc. Đúng như vậy. Ông ta đã dùng lá đơn của cô Lư để kích động mọi người. Tôi e sự việc không đơn giản chỉ dừng ở đây đâu. Với sự khống chế độc bài, tôi nghĩ Khuếnh sẽ còn tác oai. Hôm qua ông ta cho phát trên loa truyền thanh thôn thông báo sự việc ở quán cô Lư với lời lẽ đầy kích động. Những chuyện đó cấp ủy thôn phải trực tiếp chấn chỉnh nhắc nhở ngay. Tôi đang vướng việc nên đã giao cho ông Đình gặp ông ta. Thái độ của ông ta thế nào? Các anh còn lạ gì nữa. Khuếnh là con người giàu hoạt, biết nhu cương đúng lúc. Với ông ta rất khó nắm bắt. Chúng ta đã làm việc rất thẳng thắn. Sai đúng thế nào đã được giải quyết cụ thể. Bây giờ tôi muốn biết ý kiến của cô. Em cũng chả biết thế nào nữa. Cô không nói thế được. Em nói thật mà. Người của chúng tôi sai ở mức độ nào sẽ xử lý ở mức độ đó. Bác Bát thì cô đã rõ. Bác ấy đã kiểm điểm và được cấp ủy chấp nhận hình thức khiển trách. Vấn đề còn lại bây giờ chính là ở cô. Em thực sự chưa bao giờ vướng vào chuyện như thế này nên không rõ mình phải làm gì nữa. Đơn giản thôi. Cô thấy việc khiếu kiện của cô được giải quyết như vậy đã thỏa đáng chưa? Em thấy cũng được rồi ạ. Có điều... Điều gì cô nói đi. Có điều từ giờ em muốn các anh để yên cho em làm ăn. Đương nhiên là như vậy. Nếu quán của cô không có bất cứ sai phạm gì. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cô Lư ạ, cái kim để trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Huống hồ một đám bạc lớn giữa làng nước như thế. Chỉ mong cô đừng vào hùa theo kẻ xấu. Tôi vẫn băn khoăn. Nếu sự việc chỉ dừng ở đây thì... Dạ báo cáo anh, chủ tịch huyện muốn gặp anh ạ. Được. Alo, tôi Chua nghe đây. Vâng. Vâng ạ. Chủ tịch huyện bức xúc vì những lá đơn mới nhận được. Ông ấy yêu cầu phải sớm chấm dứt việc này. Tôi biết ngay mà. Vốn liếng của tôi đọng hết ở hàng họ. Các ông làm thế này giết tôi không gươm không giáo đấy. Anh cũng phải thông cảm cho chúng em chứ. Làm nghề này các ông còn lạ gì. Đâu có phải mình nhập hàng của họ là họ thanh toán ngay cho mình. Cứ gọi là chán chê mê mỏi, đợi sạch cả mắt chứ. Anh thấy đấy, bọn em làm việc cho anh bấy lâu nay đâu có điều tiếng gì. Thì thế, không có điều tiếng gì thì mới thành chuyện. Tôi cú là cú vì lẽ đó. Nhưng đợt này gỗ lạc nhập về thất thường. Bọn em làm công ăn lương cũng mong có nhiều việc để lấy công lấy xá chứ. Khó là khó chung. Công nhân nhà máy gỗ của tỉnh còn phải dài cổ ra ngồi chơi sơi nước ấy chứ. Công nhận tôi có chậm trễ, nhưng mà cái cách hành xử của các ông đối với tôi như thế là không ổn đâu. Không có gỗ về thì thợ thuyền của bọn em ở đây nhiều, có ích gì. Buộc lòng em phải điều họ đi làm nơi khác. Tôi với các ông như thế nào chắc chẳng cần phải nói nhiều. Nhưng mà như thế này thì đáng buồn thật. Ấy, bác đừng nói nặng lời như thế. Quả tình bọn em không có ý gì. Thôi tùy các ông. Làm được thì làm, không làm được thì có ép cũng không xong. Bác cứ ổn định cho em khoản đầu vào thì đâu vào đó mà. Đầu vào với trả đầu ra cái con khỉ. Làm ăn bây giờ phải dựa vào nhau chứ. Bọn em bần cùng mới phải thế chứ. Làm ăn với nhau bao nhiêu năm rồi. Thôi. Chú đừng nói nhiều nữa. Các chú muốn đi đâu thì đi nhá. Vâng, chúng em chỉ muốn bác thông cảm cho hoàn cảnh nó vậy, chứ chúng em đâu muốn thế ạ. Tôi biết thừa đi rồi. Các chú định sang làm cho thằng Thịnh ở làng kịch chứ gì hả? Chúng em cũng đã tính toán gì đâu ạ. Thì tôi cứ nói vậy. chứ các chú đã đi làm thuê, nói thật làm ở chó đâu mà chẳng như nhau. Ấy, bác cứ nghĩ thế chứ chúng em thì... Thôi, tạm thời như thế đã. Tôi cũng chán cái nghề này lắm rồi. Tùy công đấy. Ở đây rồi. Biết ngay là ông chủ đang có nhà. Chủ chiếc cái gì, sắp sập điện đến nơi rồi. Quan bác cứ đùa. Ông tu gỗ mà sập tiệm thì cả làng Kinh hay Vác Xá đi ăn mày hết rồi. Mày dám? Tao giết mày. Ê, tao sẽ giết mày. Anh Tu, bỏ ra. Tôi làm không được thế. Tôi nghĩ mình không nên đóng cửa quán lâu quá, mất tiệt khách đấy. Tiệt thì đóng cửa luôn. Thánh họ nhà nó chứ, đáng yên đang lành mà ai trêu ghẹo gì nhà nó, điển thế chứ. Ông có thôi đi không, lải nhải mãi sốt ruột quá đấy. Còn có Rạch Tuyết nữa, bà đi một lát mà hơn ngày rồi không thấy về. Ui rồi ôi, cưỡi mây cưỡi gió, phê phê rồi, về thì quái nào được. Biết cái gì, chỉ ông hết là giỏi thôi. Tôi vui mồm thì nói như thế. Cái miệng của ông, vui hay buồn gì đều mong họa tuốt tuột. Người chẳng ra người, ngậm cũng chẳng ra ngợm nữa. Thì thế tôi mới là thằng khoái. Chứ tôi mà được thông minh như mình á, thì bét ra cũng phải làm đến cái chức trưởng thôn như chú Khuếnh ấy. Khuếnh, lại Khuếnh. Tôi chán ngấy tận cổ chú cháu nhà ông rồi đấy. Trưởng thôn là cái quái gì mà mơ mới chẳng mộng. Này Bình, để tôi bóp vai cho nhá. Tiền sư nhà nó, vợ không dám vợ, con thì không dám con, điền hết cả ruột. Mình thì nai lưng ra làm, chúng nó chỉ có phá. Phá từ ngoài phá vào, phá từ trong phá ra. Anh nói thế là sai rồi. Sai cái gì? Tôi nói thật nhé, vợ con nó cũng như tay chân, như cơ thể mình ấy. Một chỗ đã đau thì cả người khác yếu. Ui dào ơi, thứ bác nói chỉ là cái nhẽ cửa miệng. Vợ với con tức lộn cả mình. Chị vợ anh tôi thấy rõ là người nể nếp. Anh áp đảo như vậy là không được. Nề với chả nếp, nó chỉ càng làm tôi thêm bực. Hôm trước nếu không phải nó đi bẩm báo thì đời nào tôi chịu bao nhiêu phiền toái như thế. Đành là thế, nhưng anh phải hiểu cái nhẽ đàn bà. Chúa là của đau còn sót. Chẳng qua chị muốn giữ gìn cho anh. Mẹ thiên sư nhà nó chứ, giữ như vậy thì ngang bằng chọc gậy bánh xe. Đấy, hôm nay cũng vậy. Tôi bắt gặp quả tang nó đang lục tủ của tôi. Này, tôi hỏi khí không phải. Hình như chị Tu không biết chuyện của anh. Biết cái gì? Chuyện cái mơ ông Tiêm ấy. Nó chưa biết, nhưng hôm nay nó mục kích rồi đấy. Ông Khuếnh, chả bao giờ ông đến chơi không? Ông muốn gì? Ông nói đi. Tôi muốn sang cảm ơn anh vì cái chuyện hôm trước ấy. Có cái đếch gì mà ông cứ vẽ chuyện. Có đấy. Cái đám ông Bát muốn diệt anh, nhưng vỡ mộng rồi. Từ giờ tôi sẽ không để cho cái đám ấy tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm nữa. Anh không tin à? Có quan trọng quái gì. Tôi thách thằng nào con nào ở cái làng này đây. Mẹ kiếp, đã đói lại còn giặt lắm chuyện. Đúng như vậy. Anh Tu này, coi như là không hề có chuyện gì xảy ra, hiểu không? Thì sao nào? Anh cứ đến quán cô Lư bình thường. Cái làng kình này ấy, quyết không để lạc hậu so với thiên hạ. Bác bà nhàn nhã gớm nhỉ. Bất gì đến nhỉ ông? Sao hôm nay nom phởn thế? Hay là vớ được món hời, dắt được con bò lạc hả? Bác đúng là phượng xỏ lá, lúc nào cũng chỉ được cái moi bị thóc chọc bị gạo. Có thóc có gạo thì mới chọc được. Đùa vậy thôi. Ông Hạ Cố đến đây có gì dạy bảo không? Bác vừa vừa thôi. Em làm đếch gì nhà bác? Lại khùng rồi, mau già lắm đấy. Chuyện nhà bác tày đình cả một đống tật, có ai động đến đâu mà bác bới chuyện thiên hạ. Giỏi thì chú cứ việc bới. Tôi bây giờ thướt rồi, chả sợ đếch gì đứa nào cả. Tức lộn cả mề. Thôi đừng cáu nữa, tôi đùa một tí tẹo ấy mà. Đùa chứ đời nào anh em mình lại chơi xỏ nhau. Ông Khuếnh ông đi đâu hả bác? Tôi không biết, thế có việc gì? Em muốn gặp bác Khuếnh. Bác bảo thế này có điên không? Tự dưng cái tay mạ đội trưởng đội sản xuất đấy, lại bắt em đi truy thu thuế. Thuế gì? Mấy cái áo thầu. Đợt đầu năm các bác bắt em nô một nửa, phân cho hộ khác, giờ lại trút cả lên đầu em. Thuế miễn cả rồi, còn lại được bao năm. Thắc mắc làm gì cho nó nhọc người. Bác giỡn đấy à? Thế còn khoản thóc nước thì sao? Thóc nước nào? Thủy lợi phí gần 2 yến 1 sào. Bác quên rồi à? Tưởng gì, thứ đó chỉ là chuyện vặt đối với chú. Mà tôi tưởng tất cả đã tính vào tiền thầu rồi cơ mà. Thế mới tức. Thầu rồi mà vẫn còn bị tính riêng tiền thóc nước. Bọn họ chưa tha cho em một cắc nào. Khó người khó ta lo gì. Nhà bác thôi đi. Đấy mới chỉ là tính riêng ở hợp tác. Còn ở thôn nữa, ti tỉ thứ thuế đủ ngất người. Thuế đất ở này, thuế lao động công ích này, chưa kể quỹ an ninh, phòng chống bão lụt, vệ sinh, tất tần tật là quy ra thóc. Những thứ đó của chính quyền, dính gì đến mấy ông hợp tác. Thế em mới phải đi tìm bác Khuếnh. À, bác Khuếnh đấy rồi. Thuế hả? Hay đấy. Thuế. Chú cứ về đi, chuyện đâu còn đó. Về đi. Về đi, còn đứng đực ra đấy làm gì? Tưởng gì tiến sư thằng khoái, giữa ban ngày ban mặt rừng mỡ chơi trò mèo chuột. Thánh họ, bác làm cái gì mà cứ lọ mà lọ mọ như quan ôn đi tuần ấy. Mất bố của em một chầu khoái thì... Xem ra cái làng kình này có mày là sướng nhất trần đời đấy. Chuyện đang đến cầu son của em mà bác. Già chó gì cái trò đực cái, mày mới bập vào tưởng bờ thế thôi. Tao vái cả nón, bứa đến tận ruột già. Bác biết không, cứ gọi là khoái phải biết. Lần đầu tiên trong đời em biết được cái món khoái này đấy. Bé phép cái gì đấy? Vớ vẩn nhá, là con này Thiến hiểu không? Thiến thì cho đỡ danh việc. Bác hơi kinh quá đấy. Thì tao phải tìm mấy thằng kia về. Mày lôi bọn nó về làm gì nữa? Tao chán lắm rồi. Ơ kìa, mày điên à? Này, người đẹp. Đứt bữa rồi chứ gì. Bữa gì. Vào nhà đi, lão già đang ngồi trong kia kìa. Tôi phải bảo chú về đây cho nó kín đáo. Lúc thằng Quýt nói chuyện thuê má, có gì mà bác phấn khởi thế? Đương nhiên rồi, không phấn khởi sao được. Chú nghĩ xem, bấy lâu nay mình lo toàn những chuyện linh tinh thôi, không để ý đến chuyện thuế đồng thuế đất. Chú Bài này, chú còn nhớ cái chuyện thu sản ngày xưa không? Em quên làm sao được. Nhưng đang dưng sao bác lại hỏi em thế? Ngày đó nhiều hộ nghèo quá, nợ sản, chính quyền phải tổ chức thu sản. Nhiều chuyện cười ra nước mắt đấy chứ. Đành rằng bây giờ nhà nước miễn thu thuế nông nghiệp, nhưng còn khối khoản phải chi. Này nhé, 5,5 cân thóc bột xào chi phí cho bảo vệ, 17 cân thóc bột xào chi phí cho thủy lợi. Em chả hiểu cái gì sất. Mà bác tính toán thế để làm gì? Để làm gì? Tôi hỏi chú, ai là người chịu trách nhiệm thu thuế ở cái làng này? Bác chứ còn ai nữa. Mấu chốt vấn đề là chỗ đấy. Giờ là lúc tôi thực thi trách nhiệm trưởng thôn của mình một cách hiệu quả nhất. Chú triệu tập họp toàn thôn cho tôi ngay, ngày mai luôn. Vâng. Bác cũng phải cho em biết nội dung họp, để còn biết đường thông báo chứ. Nhiều chuyện lắm. Nội cái chuyện thu thuế này cũng đã họp đủ mướt rồi. Rồi lại thêm cái chuyện xây miếu nữa. Chú không cần phải thông báo cụ thể, cứ nói là họp nhiều việc cần kíp. Em vẫn không hiểu bác định làm gì. Cả cái chuyện miếu mông nữa, lúc nào xây mà chả xong. Chú không phải sốt ruột. Tôi rủ chú về đây là để chúng ta thống nhất những chuyện đó. Bác hưng phấn khác thường quá. Chứ sao, gió lại xoay chiều rồi. Chú không biết đi thôi. Chủ tịch huyện vừa cạo gáy đám xã. Vì chuyện gì ạ? Vẫn là công của chú đấy thôi. Lá đơn của chú đã có tác dụng. Vâng. Bày vẽ quá. Có gì đâu ạ. Dạ mời bác vẽ cứ tự nhiên ạ. Cứ ta vừa ăn vừa bàn bạc. Rồi chú thấy đời có nhiều cái hay đáo để. Dạ. Nào, mời bác. Mua thịt đi bác, cái xe nào thịt mông bao nhiêu đây? Thịt ngon lắm đấy. Cái thịt này, trời ơi, không tươi. Bác Quýt này, bác làm sao thế? Hàng họ đổ mối hết hay sao mà lại lèo tèo thế này? Lão Quýt nhà tôi dở chứng thế nào ấy, hôm nay bỏ chợ không làm. À thế à? Tôi tiếc khách nên cất nhúc nhắc một ít ở lò mổ dưới quang để bán. Nghĩ cũng lạ đấy, lão bò mộng nhà bác mà bỏ chợ, đích thị là có chuyện to tát rồi. To tát con khỉ ấy. Chẳng qua bất mãn vụ thuế má, tiếc tiền, đâm ra đau đầu, mỏi gối, ngại việc, có thế thôi. Bác bảo thuế gì? Khổ lắm, tiền thủy lợi chỗ đầm thầu xưa nay vẫn đóng, chẳng có chuyện gì cả. Nhưng đợt vừa rồi lằng nhằng cái diện tích thu hồi nên lão ấy dở chứng. Dạo ơi, tưởng gì lão Quýt nhà bác ấy mà có đóng thuế cho cả làng này cũng không mất đi mẩu nào đâu. Này, cô bảo cái mẩu gì? Là nói chuyện thế. Này, càng ngày ấy mà tôi càng thấy lão Quýt nhà chị là người giỏi giang nhất cái làng này đấy. Cô không thôi cái thói cạnh khóe đi được à? Bác làm sao đấy? Chị em đang vui vẻ thì... Alo, alo, xin mời bà con nghe thông báo họp khẩn. Tối nay xin mời đại diện các hộ đúng 8 giờ có mặt tại trụ sở thôn để nghe phổ biến tình hình mới. Đây là cuộc họp quan trọng liên quan đến quyền lợi. Đề nghị tất cả mọi người có mặt đông đủ. Alo, chúng tôi xin thông báo lại. Tối nay... Nào, đánh nghe. Lên. Ok, xuống tiền đi em trai. Ông đặt cửa nào tôi theo. Chẵn. Dạ. Bao nhiêu? Đất. Máu thế. Ê, mày làm gì đấy? Đang dưng cáu. Bỏ ra. Tay thối. Thì ông phải để tôi kiểm xem bao nhiêu tôi còn chan. Sái sầm. Đã thế bố đéo tất tay nữa. Anh em ăn cái gì không nhỉ? Anh em ơi. Mày bố đồ chìm lợn. Đấy. Tôi chẵn. Tôi theo. Được, thằng này tỉnh táo đấy. Đấy, mở đấy. Ai xuống nữa không? Xuống đi em ơi. Ủa giời ơi, sao mày hút than thế? Cho xin tới khói. Nào, nhìn đấy. Thằng khói nó ra đấy. Cho tự nhiên, cho tự nhiên. Thánh họ cái bọn này. Bậu hết ở đâu rồi. Điển thế chứ. Thánh họ chúng mày. Gì đấy? Thằng Tu lại toi rồi. Khôn ngoan làm sao mà lại bây giờ. Ghê tao ơi. Nói năng cứ như thánh cụ ấy. Rời nào ở đây. Toàn một lũ cờ bạc gạo. Đồng bọn của mày đấy. Chuyện mấy thằng ấy cờ bạc chuyên nghiệp đấy. Ngu thì chết chứ bệnh tật chó. Chết cha cái thằng một gỗ đi. Hết tình tướng. Tôi chết bỏ mẹ. Muộn rồi. Này về trụ sở đi. Đi. Còn khuya mặt trời vẫn ở kia. Còn lâu mới họ. Ông Khoái đâu rồi? Lại chạy đi đâu rồi? Này chúng mày cứ bậu ở đây nhá. Cẩn thận. Ngã chết đi rồi. Để tao vào xem trong kia thế nào. Ngồi đây nhá. Nào xuống đi. Xuống luôn đi. Này, cạn túi rồi. Chờ tiếp đi. Này, bố mày chưa hết tiền đâu nhá. Thế xuống đi. Có tiền thì lấy ra. Ôi tưởng gì. Bao nhiêu? Lắm. Mấy chỉ bạc. Đấy 2 chỉ. Nuốt đi. Con nợ đen lắm. Đen cái tiền sư mày. Lấy ra. Nể chiến hữu lắm đấy. Hả thật không đấy? Thử xem. Không phải thử. Có cả máu của tao ở trong đấy đấy. Không phải hàng lởm đâu. Được đây. Các ông vừa vừa thôi. Mấy đồng bạc cò mà cũng lắm chuyện. Ông Tu cứ nhận đi. Đây 3 triệu đây. Cầm đi. Giật. Mở bát đấy. Nào. Úi giời ơi. Có động. Tiếp tục. Mở hết đi nhanh lên. Tiền sư chúng mày ăn non hả? Thánh họ thế mà bố mày cứ tưởng. Nô như giặc điếc hết cả tai. Thằng Quái đâu? Dẹp hết chúng nó đi. Để chúng nó đùa cho vui bác ạ. Tí cho nó biến ngay em ạ. Chú xem còn sót gì không? Bác yên tâm. Em thấy bác hình như vẫn còn phấp phỏng lo ngại điều gì. Nói thật tôi thấy nóng ruột. Bác đang run thì có. Quả có thế thật. Chú tinh lắm. Nhưng đang dưng chú lại hỏi tôi như vậy. Em đang phân vân về cái vụ thuế. Nhưng bác run vì điều gì? Không vì điều gì mới khốn chứ. Là thật. Ruột gan cứ như bị hơ lửa ấy. Quý hóa quá. Được đón cả hai ông chi bộ một lúc. Chẳng hay có chuyện gì vậy? Ông Quỳnh, chúng tôi muốn ông báo cáo với cấp ủy thôn biết chương trình họp tối nay. Ông trưởng thôn, chắc ông đã hiểu nguyên tắc làm việc. Tôi phải báo cáo với chi bộ chương trình nghị sự chứ gì. Đơn giản thôi. Nhưng tôi nghĩ đấy là việc của bác trưởng họ. Đó là việc gì? Các ông đừng có mà giả táng. Tôi nói thật nhé. Lẽ ra tôi phải mời ông bí thư chi bộ họp. Nhưng nể tình họ hàng, tôi mới đánh bài lờ đi. Đây là công việc ông Khuếch à? Không nên lẫn lộn tình cảm ở đây. Tốt quá. Thế thì càng dễ cho tôi. Hôm nay tôi mời dân làng họp để làm rõ. Bác muốn làm gì dân làng Kình? Những lần trước chúng tôi vì chủ quan nên cho qua, nhưng lần này dứt khoát ông phải thông qua chương trình mới được họp. Lát nữa đông đủ mọi người, bác tha hồ mà chất vấn. Tôi chỉ sợ dân người ta xúc đất đổ đi không hết. Ông quá quắt lắm. Cái trò lá mặt lá trái. Đừng hí hờn, tôi thách đấy. Bác không phải thách, chẳng lâu la nữa đâu. Ngay bây giờ thôi, bác sẽ thấy thế nào là phải, là trái. Tôi chỉ sợ bác không có lỗ chui. Ông Huỳnh, ông ngạo mạn quá đấy. Tôi nói để ông hay nhá, nếu ông cố tình bất chấp nguyên tắc là không xong đấy. Thế hả? Không công thần, nhưng cả đời tôi làm lính, lăn lộn, sống chết. Ông khinh tôi quá đấy. Hôm nay tôi không nhường ông nữa. Muốn kiểu gì thằng này cũng chơi. Này, thằng Đình đã nói là làm nhé. Thôi. Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi sẽ thông qua nội dung họp. Mà thôi, tà hoãn vậy, để hôm khác. Này, tôi không chịu ông đâu nhé. Thôi mà, đi về. Em nghe thấy hết rồi. Bác lui là đúng lúc đấy. Hôm nay họp là không có lợi. Chú thông báo lên loa đi, nói là họp để bàn về vấn đề xây miếu. Vâng. Nhưng vì việc đột xuất nên hoãn đến ngày khác. Vâng ạ. Alo. Việc họp bàn xây miếu cho thôn tạm hoãn sang một ngày khác. Vì tưởng ở bên đấy luôn, để cho người ta bán hàng một mình. Thì anh cũng phải về sắp xếp công việc cho thầy U một chút chứ. Con trai lớn rồi mà cứ đi biển biệt. Hai bác có nói gì về chuyện mở quán không hả anh? Bố mẹ anh ủng hộ. Các cụ cũng biết phát triển dịch vụ thương mại bây giờ là đi trước đón đường. À, mẹ anh bảo hai đứa cưới nhau ở luôn quán cà phê cho tiện. Gì cơ? Là bây giờ hàng quán đã ổn định rồi, làm nó cưới luôn. Còn mướt nhá. Mướt cái gì mà mướt. Em. Okay. Cháu chào bác. U mày có ở đây không? Lúc nãy con thấy U bảo đi họp ở ngoài trụ sở mà. Biết ngay mà. Người đâu mà chỉ thích hóng chuyện thôi. Bác, mình sang bên này. Bà ơi. Dạ. Bà về cho cháu uống thuốc theo đơn bà nhé. Vâng ạ. Mời hai bác vào uống nước ạ. Cảm ơn chú Thản. Chúng tôi đang bận nhá. Dạ. Này, cần thì ta phá đi xây lại. Em nghĩ nát óc mà không biết tính bề nào. Tiếng là nó hư hại nhiều, nhưng vẫn trên cái nền cũ. Biết là thế, nhưng tôi muốn phục hồi lại mấy gian thờ chính. Nó là đất trạm xá bây giờ. Khó là khó ở chỗ ấy. Mấy gian thờ cũ bị bom nó phá mất, xã cho làm trạm xá. Thế bác định tính thế nào? Không hay. Tôi chả bàn với chú rồi đấy thôi. Ta sẽ đòi đất. Em thấy khó lòng xã họ chấp nhận. Sao lại không? Đất làng kình mình chứ có phải đất xã đâu. Chú cứ làm đơn đi. Chú sao thế? Tôi tính rồi. Biết là khó đòi, nhưng ta phải nhân cơ hội. Em không hiểu. Chúng ta đang sa lầy vụ đất. Cần phải kích động dân làng kình chuyện cái miếu, chúng ta mới hỏng thoát ra được. Sao? Có thế nào chú phải nói ra chứ. Em lo ngại thực sự. Việc dồn ruộng bán đất, dân làng được lợi thì không nói làm gì. Đằng này cái miếu họ chả được cái gì cả, còn lâu họ phải theo chúng ta. Chú nhầm rồi. Họ có lợi đấy, không nhỏ đâu. Chí ít tôi sẽ lờ cho họ những khoản thuế thôn. Và lại ai cũng muốn có một nơi thờ cúng tử tế, nhất là những người già. Bác này không thu thuế à? Chứ sao, tôi sẽ vin vào những khiếu nại của làng Kình không được trên giải quyết để làm lý do trì hoãn việc đó. Thế thì sợ thật. Chú nói đúng. Nhưng bây giờ sợ cũng phải làm. Chú Thản này. Dạ. Chúng tôi đang tính đòi lại đất trạm xá cho làng Kình. Dạ. Đất trạm xá? Đúng. Đất của làng thì phải trả cho làng. Chú liệu mà thông báo cho xã để chuyển đi là vừa. Kìa bác, chuyện còn chưa đâu vào với đâu, còn phải họp bàn đã. Không họp hành ý sất, tôi quyết. Nếu cần thì triệu tập các cụ phụ lão. Chú cứ thông báo trên loa là được. Trước hết, chú thảo cho tôi cái đơn đòi đất. Ông ấy đây này, nếu như không giải quyết tôi không làm được. Ông Tình, ông Minh, hôm qua tôi có nói với ông Phan là chào đồng chí ạ, ông bảo tôi là không giải quyết này. Tôi không hề dung túng những phần tử gây rối này. Đấy, các anh xem đi, bản kiểm điểm của họ đấy. Những người đó chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và xử lý tùy theo mức độ nặng nhẹ. Còn bây giờ chúng tôi muốn làm rõ với ông về những lời lẽ mang tính kích động của ông trên hệ thống loa truyền thanh. Tôi nói gì mà anh bảo kích động? Nếu không có những lời lẽ của ông trên loa, có thể đã không xảy ra xô xát. Tôi phản đối. Trách nhiệm trưởng thôn buộc tôi phải phát ngôn. Tôi chỉ yêu cầu dân làng Kịch ra khỏi làng Kình, thế thôi. Chính vì thế mới xảy ra tình trạng căng thẳng và dẫn đến xô xát. Lẽ ra với trách nhiệm của mình, ông phải đến tận nơi xem xét và giải tán đám đông. Giải tán nhá? Giải tán được thì ông Bát Bí Thư đã không phải bó tay. Việc đâu có đó. Không cần tranh cãi nhau nữa. Sau khi giám định thương tật cho các nạn nhân xong, chúng tôi sẽ có kết luận điều tra. Lúc đó mọi việc sẽ rõ như ban ngày thôi. Nói là việc của các anh, nhưng tôi yêu cầu phải công tâm trong chuyện này. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ thực thi theo đúng pháp luật. Những kẻ gây rối sẽ bị pháp luật trừng phạt. Tôi có thể về được chưa ạ? Ông về đi. Nhưng mong ông hợp tác với chúng tôi giải quyết dứt điểm vụ việc. Nhưng trước hết, ông hãy cho gọi tay Quýt về đây. Tôi biết anh ta ở đâu mà gọi. Ông biết đấy, ông Khuếch ạ. Nhưng không sao, anh ta càng trốn, tội anh ta càng nặng. Kìa, các chú, tôi xin các chú, mọi người mà bỏ đi hết thì công việc nhà tôi biết tính ra sao. Chị tưởng chúng tôi muốn bỏ đi hay sao? Làm thợ ai chẳng tham việc. Cực chẳng đã chúng tôi mới phải hành xử thế này. Chồng ơi là chồng, sao số tôi lại khổ thế này? Bác trai cứ cái đà này, tôi nghĩ chả cứ gì công việc mà gia cảnh cũng khó bề mà giữ được. Từ lâu tôi đã ngờ ngợ, nhưng thực tình không hiểu vì sao anh ấy lại thế. Tôi là vợ mà cũng đâu có tường, ai mà biết ông ấy sinh hư từ hồi nào hồi nào. Lại cả kê dê ngỗng gì đấy? Không có gì anh ạ. Chị ấy chỉ muốn giữ chúng tôi ở lại thôi. Đồ đàn bà quạ, ai khiến trộm mão việc của đàn ông? Tôi là quạ đấy, nhưng tôi đâu có làm gì phương hại đến gia đình. Anh thử nhìn xem, có còn ra nhà cửa nữa không? Anh Tu này, tiện đây tôi cũng có nhờ với anh, bọn tôi buộc phải làm thế này, mong anh thông cảm. Tôi nói từ đợt trước rồi, làm thì làm, không làm thì thôi, tôi đâu có thiết. Anh xem rồi thanh toán nốt cho chúng tôi. Cứ để đấy, không việc gì phải xem. Bà có đọng lại bao nhiêu? Mình ơi, tôi xin mình. Thợ mà bỏ đi hết thì lấy gì mà sống? Bỏ ra! Mình ơi, tôi xin mình mà! Tôi xin mình! Nó bỏ ra không? Cút! Cút hết! Cút hết khỏi cho tao! Cút đi! Được rồi, đã thế mẹ con tôi cũng đi. Chúng tôi cút hết để ông sống một mình cho thỏa. Ai? Ui dồi ui, từ từ thôi, xót thế. Cho chết, ai bảo không nghe. Không biết đến bao giờ ông mới mở mắt ra được. Ăn bạc ăn thước gì mà cứ nhất nhất phải theo ông ta. Thế nó kéo cả làng sang bắt nạt làng mình, tôi để yên được à? Thôi đi, ai đừng có cái thói vừa ăn cướp vừa la làng nữa. Tất tần tật từ chú cháu nhà ông mà ra hết. Lần này á thì giờ hồn, đi tàu suốt chứ chả bỡn đâu. Ừ. Đi tù suốt là thế nào? Là đi tù chứ còn sao nữa. Thế công an chả gọi ông đến mấy lần rồi sao? Ừ nhỉ. Thảo nào họ quay mình như quay vịt ấy. Đánh vần còn đang tập tọe, thế mà bắt viết kiểm điểm đến mấy lần. Này, toi rồi. Quả này công an họ bớ mình thật đấy. Mệt thế. Tao cũng hoảng. Thế nhưng mà bác Khuếnh bảo không có chuyện gì, mình tự vệ đánh trả thế là được. Mà cái tiên sư cái thằng Quách kia, chỉ vì nó mà anh em mình mang họa. Mà không biết bây giờ nó đâu ấy nhỉ. Thế bảo thằng em trai nó bị tai nạn. Có mà nạn, sợ quá co vòi trốn mất rồi. Ừ. Mà mày to mồm lắm cơ mà. Ừ. Sao bây giờ co vòi lại? Không co mà được á hả? Bên làng kịch nó đang đòi bồi thường thương tích kìa. Thánh họ lão nhá lão nháo. Quả này á, đứt là cái chắc. Đền là còn may, bên làng kịch mấy đứa phải đi viện chỉ tại cái thằng ôn con này này. Đợt này á, tao mà phải mất tiền á, đừng đùa với tao. Chỉ giỏi ngồi đến mà dọa. Lên xã mà tính tướng. Chiều nay công an xã lại gọi tất cả bậu ở trên đây đấy. Ừ. Này, hay là đến gặp bác Khuếnh hỏi xem thế nào đi. Ừ. Thôi cứ ngồi đây đã, xem tình hình thế nào. Khuếnh bác Bát này, chuyện chỉ có thế thôi. Nếu cứ cố tình mới ra, tôi e rằng không ai có lợi lộc gì. Đến tận bây giờ mà ông vẫn còn tính toán đến lợi lộc, tôi cũng đến chịu thôi. Bác đừng vội cười. Đắc chí hơi sớm đấy bác trưởng ạ. Rút cục ông muốn gì bây giờ? Tôi muốn bác đừng có lừa đổ thêm dầu. Ông nhầm rồi ông Khuếnh. Nhìn làng xóm thế này tôi thật không đành lòng. Vậy bác bảo tôi không đau lòng hay sao? Tình con cháu họ Phạm ta cả, bác nên cứu giúp chúng nó. Ông bảo tôi cứu cái gì? Thì đám đằng khoái đấy, dính vào đánh người, không to chuyện thì cũng dày già. Bác nên nói với xã một tiếng. Thì ra ông trưởng thôn từ nãy đến giờ có ý như vậy. Tôi đoảng quá không hiểu. Ông Khuếnh này, tôi chẳng có quyền hành gì sất trong việc này. Ai làm thì kẻ phải chịu trách nhiệm. Bác nói thế thì cạn hết cả tình rồi. Nếu vậy thì tôi cũng nói thẳng, chính bố con bác đã gây ra chuyện này. Ông đừng có ăn nói hàm hồ. Chẳng phải là thằng Bường, con rể tương lai của ông đầu têu ra đấy sao? Cả cái làng kịch này đang rộ lên chuyện nó đưa người làng kịch sang bên này đấy. Mày còn dám bác mặt sang bên này hả? Liêu thần hồn đấy, cút ngay, kẻo dân làng kịch đánh tuốt xác mày ra đấy, hiểu không? Công tác điều tra cho thấy một số vấn đề sau. Anh Quách bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, nhưng đủ chứng cứ kết luận anh ta phạm tội tiêu thụ của gian. Khi bắt được thủ phạm dắt bỏ, sẽ xử lý những đối tượng này tội trộm cắp tài sản riêng công dân. Còn đám đánh nhau các anh định giải quyết thế nào? Chúng tôi lại trao đổi và báo cáo lãnh đạo việc một nhóm người cố ý gây ra vụ đánh nhau, dẫn tới nhiều người bị thương tích. Hiện đã tập hợp được chứng thương đủ cấu thành tội phạm. Việc này chúng tôi muốn tham khảo ý kiến địa phương trước khi kết luận xử lý. Vậy thì tôi nghĩ ta cứ theo luật mà làm thôi. Ta cần phải thận trọng. Trước hết, tôi đề nghị các anh xác định rõ kẻ chủ mưu. Với ông Khuếnh không thể kết tội cho ông ta được, và đám thằng khoái cũng khó. Sao lại khó? Hành vi của ông Khuếnh có mang tính kích động, nhưng chưa đủ để kết tội chủ mưu. Trong vụ này chúng ta sẽ xử lý những kẻ trực tiếp gây rối. Đây là danh sách chúng tôi đã tập hợp. Tính đám tay chân của Tay Khuếch, rõ ràng là ông ta chủ mưu nên đám này mới dám hành động như vậy. Hiện tại chưa đủ cơ sở kết luận ông Khuếch chủ mưu, tuy nhiên có thể cảnh cáo ông ta về những phát ngôn trên loa. Vậy thì làm căng lên, chúng ta cũng khó thu được kết quả khả quan. Ai cũng biết mọi chuyện đều từ ông Khuếch, đánh rắn là phải đánh dập đầu. Nếu không xử lý được ông ta... Thần thiêng nhờ bộ hạ, đám tay chân kia tôi đề nghị xử lý thật nặng. Hết tay chân, ông ta cũng khó bề lộng hành mãi được. Tội đến đâu xử lý đến đấy. Nhưng tôi cũng chỉ xin lưu ý các anh, địa phương ta xảy ra quá nhiều chuyện, trên nhắc nhở chúng ta nhiều lần. Thêm vụ này, tình hình càng thêm rắc rối. Bởi vậy lần này, ta càng phải làm thật quyết liệt. Tôi đề nghị bên công an cứ khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện. Liệu đã đủ cơ sở để khởi tố? Tôi cho là được, nhưng việc này tôi muốn địa phương phải thống nhất quan điểm. Chúng tôi sẽ làm đề xuất với lãnh đạo hướng xử lý. Tôi không cho làm thế là hay. Đối với những kẻ gây rối, tôi nghĩ chỉ cảnh cáo xử lý hành chính là đủ. Tôi sẽ báo cáo việc này lên huyện. Vì sao lại nhụt chí đến vậy? Tôi sợ. Sợ cấp trên, sợ tất cả. Chưa có chuyện này đã đủ cho tôi mất ăn mất ngủ. Còn tôi thì ngủ được chắc. Nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ không thể làm được bất cứ việc gì nữa. Cứ để tôi chịu trách nhiệm chuyện này. Đích thân tôi sẽ lên báo cáo huyện. Được, tôi sẽ đi cùng với anh. Các anh cứ trao đổi thêm, tôi xin phép. Nói to lên. Hiểu rồi. Cảm ơn chú nhiều. Kéo cả về đây làm gì? Định ăn vạ hả? Đứng được ra đây à? Về đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Bác ơi, chúng cháu muốn hỏi bây giờ phải làm gì ạ? Tình hình đang rất căng. Các anh cứ về nhà đi. Công an mà hỏi thì các anh cứ liệu mà trả lời. Trước thế nào sau thế, hiểu không? Dạ vâng ạ. Ừ. Thằng Văn vừa điện thoại. Bác cho gọi thằng Quýt về ngay, họa may còn kịp. Nói thật, tôi cũng không nghĩ chuyện lại nan giải như thế. Bọn thằng Chuông quyết chơi tôi vố này. Họ đang cầm đằng chuôi mà Lị. Tội nào cũng có thể ra tòa như chơi. Việc đã lỡ rồi, giờ là lúc bác cần phải tĩnh trí. Hôm trước bác nói đã nghĩ ra cách. Tôi đang định cho xây miếu để khỏa lấp chuyện kia đi, nhưng có lẽ không ổn. Mình đang dưới cơ họ. Bác còn đợi gì nữa? Chú bảo sao? Xây miếu có nghĩa là động đến cái trạm xá. Một mặt bác giết gióng, cờ bí dí tốt. Tốt nào? Bọn thằng Quýt thằng Khoái đấy thôi. Mặt khác bác huy động dân làng làm ầm ĩ chuyện cái miếu. Cái nọ có thể che được cái kia. Tôi cũng nghĩ nát óc ra rồi. Cũng chỉ còn cách này. Mình đã quá đà, rút ra không được, đành phải dấn thêm. Nói dại, nếu họ làm căng, bắt đám thằng Khoái đi tù thì hỏng hẳn mọi việc. Việc đâu còn đấy, cứ làm rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng nhất thiết bác không được để đám thằng Khoái lai vạng đến cái miếu. Này, vào cả chỗ này. Đấy. Theo kẻ này, ngài đồng ý rồi đấy, ông mau lễ tạ đi. Thế ạ? Này, ê, các cụ lễ xong là ta cho tiến hành ngay. Với cái miếu chỉ sửa sang gọi là thôi. Cái chính là xây mấy gian điện trên nền trạm xá. Nhưng bao giờ trạm xá mới chuyển đi hả bác? Nội nhật trong ngày hôm nay, yên tâm. Này, này. Thế nào rồi chú Thản? Em đã báo cáo xã. Chú là người làng Kình. Dạ. Tôi mới nói thật. Chú Thản này. Dạ. Chú có thấy miếu thành hoàng làng mình bị phạm không? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mới nhất là đám làm kịch sang đây gây hấn. Ngày của đấy. Chú nên vì dân làng. Dạ vâng ạ. Bác phải thông cảm cho em. Em làm công ăn lương à? Chú nhất quyết không trả đất miếu cho làng à? Quả thật em cũng có quyền. Được thôi. Chú cẩn thận đấy. Này này, áo cái văn hậu ra đổ xuống cho nhanh. Vâng. Tiếp về đi. Vâng vâng. Chuyển ra đi nào. Đổ đi. Ôi giời ơi, sao lâu thế? Bọn tôi còn phải đi xoay sở. Có sẵn tiền trong nhà đâu. Mấy cái đồng tiền nhãi nhép mà xoay với trả sở. Sốt ruột. Vào đây. Đấy. Gỗ xịn, hàng kỹ đấy. Rồi không phải xem xét mất thì giờ. Ông phát giá đây. Hồi làm thì 10 triệu. Nhưng mà thôi, đưa đây 5 triệu. Cái này hàng mới mới có 6 triệu. 3 triệu bán không? Chán đời, tôi bán đấy. Thôi bê đi. Các người làm trò gì thế này? Tôi cấm các người không được đụng đến đồ đạc của nhà tôi. Mày đi rồi con về đây làm gì hả? Tôi có đi rồi ông cũng không có quyền bán đồ đạc ở trong nhà. Quyền à? Cút, cút này, cút. Ôi thằng Đức ơi, thằng Đức ơi, đến mà xem thằng chồng hút của nhà tôi nó đang bán đồ đạc thế này. Tiền sư mày. Đã thế, đừng đánh tóc sạc tiếp chứ. Anh Thăng ơi. Ôi dồi, anh ơi. Dạ thưa anh, dân làng Kình xây thêm miếu anh ạ. Xây miếu thì làm sao? Dạ họ chạm xá đấy. Anh nói rõ xem nào. Làm sao mà ấp a với úng như gà mắc tóc thế? Dân chiếm chạm xá đòi di rời để họ lấy đất xây điện miếu anh ạ. Anh Chuông biết chưa? Dạ anh ấy với anh Phừng lên huyện từ sớm cơ. Thôi được rồi, tôi sẽ xuống đó ngay. Anh huy động anh em dân quân giúp tôi, khẩn trương vào nhé. Dạ vâng ạ. Alo, anh Toản à? Tôi nghĩ chúng ta không nên làm trầm trọng vấn đề. Mọi việc cần phải đơn giản hóa. Tóm lại, cần phải thấu tình đạt lý. Các anh thấy thế nào? Vụ việc ở làng Kình, nếu ta làm nghiêm túc đến nơi đến chốn, hoàn toàn đủ điều kiện để khởi tố. Tôi hiểu, tôi hiểu. Sự việc đó nhìn nhận ở góc độ pháp luật thì đúng thế. Tuy nhiên, tôi muốn các anh tìm hiểu đâu là trọng tâm của vấn đề. Báo cáo Chủ tịch huyện, từ việc bán đất của làng Kình, tôi nghĩ do chúng ta không làm quyết liệt, dứt điểm, nên sự việc mới trở nên phức tạp như vậy. Đúng, đúng thế. Nếu ở dưới đó các anh giải quyết gọn ngay từ đầu thì đâu đến nỗi phức tạp như ngày hôm nay. Thôi, bây giờ đâu phải là lúc bẻ lỗi nhau. Vậy ý kiến của huyện thế nào? Không nên làm to chuyện lúc này. Quan điểm của lãnh đạo là vậy. Chúng ta không thiếu gì cách xử lý. Không có chuyện làng Kình thì cả tỉnh lẫn huyện cũng đủ đau đầu vì mấy khu đất dự án. Tóm lại, ý của anh là bỏ quá. Bỏ là bỏ thế nào? Cần phải nghiêm trị những kẻ gây rối. Tôi sẽ bàn với bên công an hướng xử lý. Nhưng tôi nhắc lại, không cần thiết phải làm nghiêm trọng vấn đề. Vâng. Nếu huyện đã quyết định thế thì chúng tôi xin chấp hành. Chỉ có điều nếu xảy ra thêm chuyện gì, đừng trách chúng tôi vô trách nhiệm. Mong anh thông cảm. Anh Chuông vì quá bức xúc. Tôi hiểu, tôi hiểu. Chào anh ạ.